Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay Thì trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn những cái tình hình diễn biến trên thị trường của hai đồng coin, đó là đồng Bitcoin và Ethereum Nếu như các bạn theo dõi cái video số 338 của mình thì các bạn có thể thấy là những cái diễn biến mình chia sẻ ở trong cái video đó là đi hoàn toàn chính xác Vậy thì những cái diễn biến sắp tới và những cái kịch bản sắp tới chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị để mà có thể đưa ra những cái kế hoạch phù hợp là như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái video này nhưng thường lệ thì với những các bạn nào mà mới xem video của mình thì sau khi ở nút đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông. Khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra là các bạn hãy follow hai cái kênh Telegram mà mình để ở dưới phần liên hệ. Thì trong cái tình hình hiện tại khi mà thị trường nó lên xuống cực kỳ là nhanh thì mình sẽ cập nhật cho các bạn ở trên Telegram nữa. Thì các bạn nên follow hai cái kênh đó để ngoài kênh YouTube ra thì các bạn sẽ có được có được những cái cập nhật một cách nhanh nhất và với với những các bạn nào mà đang giao dịch merger thì các bạn có thể tham khảo sàn sandwich cũng như là à, tham gia vào cái nhóm sandwich hiện tại à, đang có rất là nhiều bạn đang tham gia vào cái nhóm này và nhận được sự hỗ trợ 24 trên 7 từ các admin thì nếu như các bạn quan tâm thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link mình để ở dưới video cũng như là điền vào form thông tin thì sẽ có admin liên hệ các bạn và add các bạn vào nhóm à, quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay thì đầu tiên là mình sẽ cập nhật cho các bạn tình hình liên quan tới đồ thị của bitcoin thì Bitcoin hiện tại đang vẫn đang đi đi giá trong cái mô hình cái cái nêm tăng. Và như các bạn đã xem cái video gần trước gần gần nhất mình đã chia sẻ cho các bạn ấy thì cái mức giá cái mức hỗ trợ quan trọng mà các bạn cái cần phải quan tâm ở cái thời điểm đó là mức 10.000 đô. À, 10.000 đô nó không chỉ là mức hỗ trợ quan, quan trọng về mặt tâm lý mà nó còn là mức hỗ trợ quan trọng nếu như các bạn nhìn vào quá khứ thì nó cũng là cái mốc mà Bitcoin đã có cái sự tranh chấp rất là nhiều thế nên là nếu như Bitcoin mà rơi xuống dưới vùng 10.000 đô thì khả năng cao là Bitcoin sẽ có sự điều chỉnh mạnh. Điều này thì mình đã chia sẻ cho các bạn ở cái video trước rồi thì các bạn có thể xem lại. Nếu như Bitcoin mà tụt xuống dưới 10.000 thì Bitcoin sẽ rơi xuống tầm 9.6 hoặc 9.7 và mình cho rằng là cái đợt rơi này cũng sẽ tương đối là nhanh. Đó thế nên là các bạn có thể tranh thủ những cái lệnh short nếu như Bitcoin rơi xuống dưới 10.000. À, và cái diễn biến uh, đã đi rất là chính xác. Để để các bạn có thể thấy là sau khi mà Bitcoin phá qua cái vùng 10.000 thì Bitcoin đâm thẳng xuống vùng tầm 9.000 5, à, có cái dâu xuống 9.000 và đóng nến là tròn tầm 9 600 và 9.7 nó đi rất là chính xác so với cái nhận định của mình ở cái video gần đây nhất. Và những cái bạn nào mà canh short được ở cái vùng 10.000 trở xuống là những cái người mà mà đã đã ăn rất là đậm ở cái cái lệnh này đúng không Bởi vì cái vùng 10.000 mà tụt xuống 9.000 năm có nghĩa là tụt tới 500 điểm. Thì các bạn uh, đánh nếu mà tụt tầm 1 đến 200 đô thôi đã đã, đã là rất là ok rồi. Đó thế thì các bạn uh, khi mà mình chia sẻ những cái mốc quan trọng này các bạn nên uh, nốt lại và theo dõi những cái diễn biến sau đó. Vậy thì sau khi mà rơi về vùng 9.6 và 9.7 thì hiện tại chúng ta đang được cầm chân, đang được uh, cầm chân bởi cái đường hỗ trợ và cái nêm ở bên dưới và nếu như mà các bạn để ý thì đây cũng chính là đường EMA 21 đó mình đã chia sẻ rất là rõ với các bạn ở video trước là nếu như Bitcoin rơi khỏi vùng 10.000 thì khả năng cao là Bitcoin sẽ rơi vùng EMA 21 và EMA 21 thì nó rơi vào tầm từ 9.600 đến 9.700 và kịch bản nó đã chính xác là xảy ra như vậy vậy thì trong thời gian tới đây sẽ là cái vùng cực kỳ nhạy cảm và đây là cái vùng mà các bạn chơi Merger phải cực kỳ lưu ý bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ cần chờ đợi những cây nến xác nhận để chúng ta vào lệnh Hiện tại Bitcoin đang nằm ngay trên đường EMA1 Vậy thì nó sẽ có những cái xu hướng thứ nhất Nếu như mà Bitcoin rơi khỏi vùng EMA1 Thì khả năng cao là Bitcoin sẽ rơi về cái đường MA50 và đường MA200 Là rơi vào vùng tầm 8 và 9 000 Đây cũng là mức tụt tương đối mạnh Thế nên là các bạn cần phải lưu ý giúp mình Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở trong cái mô hình cái nêm tăng của uh, trên cái chart đồ thị daily của Bitcoin và khi mà uh, cái mô hình này nó thoát ra khỏi cái nêm thì nó có xu, xu, hướng rơi rất là mạnh thế nên là mình sẽ không bất ngờ nếu như Bitcoin rơi khỏi vùng I21 mà Bitcoin sẽ sẽ rơi một mạch xuống vùng tầm 8 9 và 9 ngàn thì đây là cái điều mà mình sẽ không bất ngờ, không bất ngờ và mình sẽ chuẩn bị cho cái điều này thì các bạn sẽ cần phải lưu ý nếu như mà Bitcoin giữ vững trên đường I21 thì Bitcoin sẽ có những cái cú hồi lên hồi lên ít nhất là vùng 10 000 hoặc là nếu như mà Bitcoin có thể lên trên tiếp thì mình lên lên trên tiếp tầm 10 sáu hoặc 10.007 đó thì trong thời điểm hiện tại sẽ là cái thời điểm mà nó gọi là thời điểm nhạy cảm và đây sẽ là thời điểm mà các bạn chưa nên vào lệnh ở phần cuối của video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ví dụ cực kỳ rõ ràng của của đồng Ethereum và đã mình đã đưa cái tín hiệu này cho nhóm vào ngày hôm qua và mình sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao mình lại đưa cái tín hiệu này và cách vào lệnh như thế nào thì các bạn xem đến cuối video thì các bạn sẽ theo dõi được cái cái điều đó thì uh, như các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta sẽ cần uh, một cái cây nến confirm về thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại thì cây nến xanh này nó vẫn chưa đóng đúng không ạ chưa đóng thế nên chúng ta sẽ không biết là hôm nay chúng ta sẽ có cây nến bitcoin đóng là ở bao nhiêu và chúng ta sẽ cần phải có một cây nến confirm rằng bitcoin sẽ tiếp tục đóng trên đường im một và quay trở lại cái nêm thì chúng ta sẽ hy vọng cái target gần nhất của Bitcoin sẽ là vùng tầm 10.000 đến 10.001, mình cho rằng đấy là target gần nhất. Còn nếu như mà Bitcoin có cái target cao hơn thì sẽ là vùng tầm 10.006. Đó là cái kịch bản thứ nhất. Và cái kịch bản thứ hai nếu như mà Bitcoin đóng đến ngày dưới uh, vùng IM21, tức là vùng dưới tầm 9.006 thì Bitcoin khả năng cao là sẽ rơi xuống tiếp vùng 8 000 Đó thì hiện tại thì chúng ta chưa có một cái dấu hiệu nào có thể chắc chắn rằng cái kịch bản nào có thể xảy ra. Thế nên là mình sẽ chờ đợi những cái cây nến confirm và mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà có những cây nến confirm ở trên cái kênh Telegram trên đó mình cập nhật nó sẽ uh, kịp thời và nhanh chóng hơn. Bởi vì nhiều khi nhé các bạn nhìn nhé các bạn nhìn thì có vẻ như là chúng ta có thể dự đoán được một cái xu hướng. Tuy nhiên nó chỉ cần một cây nến thôi, một cây nến đảo chiều hoặc là một cây nến confirm cái xu hướng thì cái nhận định của các bạn sẽ sai ngay lập tức. ví dụ như là cái cây nến mà phá qua vùng 10.000 này thì chúng ta có thể Coi đây là cây nến confirm cho cái xu hướng điều chỉnh đó Thì các bạn có thể đánh lệnh short Còn khi mà chúng ta đã điều chỉnh xong rồi Và hiện tại chúng ta đang ở cái ngưỡng ngấp ngứng à, Chúng ta chưa biết chắc là nó có hồi lên hay không Thì chúng ta không nên vào lệnh Ở trong thời điểm hiện tại Mà chúng ta sẽ phải đợi cái cây nến xác nhận Thì chúng ta mới vào lệnh Đúng không ạ? thì đó là đối với xu hướng của Bitcoin hiện tại thì vẫn chưa có thể có có gì là là chắc chắn là Bitcoin có thể sẽ xuống hay là sẽ hồi lên 10 600 và chúng ta sẽ đợi một cây nến xác nhận thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái cây nến này ở trên kênh Telegram khi nào xuất hiện cây nến xác nhận thì mình sẽ cập nhật cho các bạn à, đó là về trạc trung hạn à, về chặt ngắn hạn của Bitcoin còn à, về trạc trung hạn thì mình thấy là Bitcoin hiện tại vẫn đang ở xu hướng khá là tốt à, khi mà Uh, hiện tại chúng ta vẫn đang cái đồ thị giá vẫn đang hạn trên hai đường MA đúng không ạ? Và hai uh, đường MA này có vẻ như là đã cắt nhau rồi. Đó đường MA 50 và đường MA 200 ở cái thời điểm mình làm cái video này đã cắt nhau. Thì đây chính là điểm gọi là điểm golden cross. gọi như vậy là chúng ta đã có hai cái điều kiện uh, để mà xác nhận là Bitcoin đi vào một cái uptrend. Điều kiện thứ nhất đó là trạc đồ thị của Bitcoin nằm trên đường MA 50, đường MA 200 điều kiện thứ hai đó là hai đường này cắt nhau và tạo nên điểm golden cross và chúng ta chỉ cần một điều kiện nữa là mình cho rằng là bitcoin hoàn toàn có thể bứt phá đó là đồ thị giá của bitcoin tiếp tục duy trì hai đường hại trên hai đường ma và hai đường ma này nó sẽ có xu hướng là đi lên đó thì chúng ta chỉ cần chờ đợi một điều kiện nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào một chu trì tăng trưởng rất là tốt của bitcoin và mình sẽ cố gắng là sẽ update tiếp thêm cho các bạn à, còn về trạc đó là về trạc trung hạn và dài hạn thì hiện tại của đồ chặt đồ thị của Bitcoin vẫn khá là ổn Khi nào mà Bitcoin rơi xuống dưới hai cái đường MA này Thì uh, khi đó Bitcoin sẽ đi vào cái xu hướng giảm mới Thì mình sẽ update cho các bạn Và các bạn có thể thấy là Ở trên chạc H1 của Bitcoin Nó đang xuất hiện rất là nhiều những cái cây nến Gọi là cái nêm tăng Đúng không? Cái mô hình, ở Đây là chính là mô hình cái nêm tăng đây Và các bạn có thể thấy là khi mà chặt đồ thị phá Qua cái cạnh dưới của mô hình cái nêm Thì nó tụt rất là nhanh Nó giảm rất là nhanh Đó là lý sao lý do vì sao mà mình cho rằng là trong trong cái trạc đồ thị daily của bitcoin các bạn sẽ cần phải quan tâm trong thời gian tới đây các bạn có thể thấy này, khi mà phá xuống dưới mô hình cái nêm là tụt luôn này đúng không ạ đây là tụt rất là nhanh đây cũng như vậy này phá qua mô hình cái nêm là tụt đó và những cái cây nến này nó sẽ tụt à, trước khi mà nó sẽ quyết định là có cái xu hướng hồi lên hay không thì ở trên trạc daily của bitcoin cũng như vậy hiện tại chúng ta vẫn đang nằm trên trong cái nêm thì vẫn khá là an toàn tuy nhiên hiện tại chúng ta lại đang ở cái cây nến mà chạm vào cái nêm ở bên dưới cùng với đó là đường EMA 21 thì nó sẽ khá là nhạy cảm và chúng ta sẽ cần phải hết sức thận trọng bởi vì nó nếu như nó tụt qua cái đường này thì nó sẽ rơi một cách khá là nhanh đó thì đó là liên quan đến chặt đồ thị của Bitcoin mà mình muốn update cho các bạn còn đối với chặt đồ thị của ETH thì đồ chặt đồ thị của ETH nó cũng đi rất là chính xác so với những cái nhận định của mình đã chia sẻ ở cái video gần đây nhất các bạn có thể xem lại cái video đó mà ở hiện tại là trạng thái của ethereum mà thoát ra khỏi cái mô hình hồi quy này tức là thoát ra khỏi cái regression channel này lên trên một cách tương đối nhanh thì theo lý thuyết thì khả năng rất là cao nếu như mà nếu như mà nó không giữ tiếp được cái là tăng trưởng ấy, thì nó sẽ phải về lại cái 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 những cái đường hồi quy ở trong cái regression channel đó là về lý thuyết và các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta đang có sau khi mà Bitcoin phá ra khỏi cái regression channel thì Bitcoin đã hồi lại cái cái kênh này đúng không hồi lại cái đường hỗ trợ ở phía trên và đường hỗ trợ ở phía dưới. thấp nhất là ETH đã hồi về vùng khoảng 238 đô la trong ngày hôm hôm kia. Đó và hiện tại thì Bitcoin đang có cái xu hướng là hồi phục. Và mình nghĩ rằng là Bitcoin à, mình sorry các bạn, mình nghĩ rằng là ETH sẽ còn có khá là nhiều cơ hội để tăng trưởng khi mà đường Golden Cross trên đường của trên trạc đô thị của ETH đã xuất hiện và hai đường MA50 và đường MA200 đang hướng lên phía trên và và trạc đô thị của ETH vẫn đang nằm trên hai đường MA50 và hai MA200 thế nên là trạc đô thị về dài hạn của ETH khá là tiềm năng tuy nhiên thì mình cho rằng là ETH sẽ gặp phải đường kháng cự rất cứng ở trên vùng tầm 300 đến 310 đô thì đây là cái vùng mà rất là nhiều người đu đỉnh trong quá khứ và khả năng rất là cao Bitcoin ETH sẽ có sự điều chỉnh mạnh khi mà lên trên cái vùng này và hôm qua thì mình có đánh được một cái lệnh long tương đối tốt của ETH vào ngày hôm qua mà mình cũng đã có post lên ở trên trên kênh của của cái nhóm Snabik mình đã post tín hiệu này khi mà cái kênh đến xác nhận đây là vào 10 giờ tối ngày hôm qua thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem là tại sao mình lại vào cái lệnh long ở thời điểm đó cũng như là cái cách mà các bạn vào lệnh là như thế nào Tại sao mình cứ phải nói là chúng ta chưa được vào lệnh khi mà chưa có cây nến xác nhận? Vậy thì điều đó chính xác là như thế nào? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây chính là chặt đồ thị của ETH mà mình ở trên chặt H1 và các bạn có thể thấy là trong ngày hôm qua khi mà ETH có cái sự điều chỉnh, đúng không? điều chỉnh từ vùng 280 đô điều chỉnh về thấp nhất có cái dấu nến là về vùng 238 đô, thì ETH đã xuất hiện một cái mô hình là mô hình tam giác và các bạn có thể thấy là ETH đã test lại cái vùng 245 đô uh, ít nhất là 4 lần, uh, ít nhất là 4 lần và nếu như mà ETH tụt khỏi cái vùng này thì ETH còn 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 xuống sâu hơn nữa. Tuy nhiên thì ETH không tụt khỏi cái vùng này mà có cái sự hồi lên và các bạn thấy là ETH đã thoát ra khỏi cái trend giảm và đi vào một cái chu trình hồi phục uh, rất là tốt. Vậy thì uh, hôm qua mình vào lệnh như thế nào? thì Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta test lại cái vùng 245 đô này nhiều lần. Đúng không? thì có thể có rất là nhiều người khi mà test lại đến lần thứ ba, lần thứ tư thì sẽ vào lệnh ở cái cây nến này. Tuy nhiên mình cho rằng là vào lệnh ở cây đến này vẫn còn tương đối mạo hiểm. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn đang nằm trong cái mô hình tam giác và hoàn toàn ETH có thể điều chỉnh đây. Các bạn có thể lên đây, sau đó điều chỉnh xuống đây. Đó, điều chỉnh xuống đây là cái điều hết sức là bình thường. Và vì thế thì mình sẽ không vào lệnh khi mà ETH ở, ở, ở cái vùng này. Mình sẽ không vào lệnh khi mà ETH ở đây. Đó, ở đây mình cho rằng là chưa đủ cơ sở để mình vào một cái lệnh long hoặc lệnh trọt mà đến cây nến thứ hai đây mình gọi là cây nến xác nhận xác nhận, xác nhận là đã phá qua cái đường kháng cự cũng như là con phơm cái xuồng tăng và các bạn lưu ý khi mà xuất hiện cây nến này thì các bạn sẽ cần phải đợi cho cái cây nến nó cây nến này nó đóng hết Đó, tức là các bạn sẽ cần phải đợi cho cái cây này nó đóng thì đến cây nến thứ hai các bạn mới vào lệnh thì nó mới chính xác được là các bạn cái cái độ rủi ro các bạn mới có thể giảm một cách tối hiểu bởi vì chúng ta sẽ cần bởi trong khi trong cái vòng một tiếng cái cây nến này hình thành hoàn toàn nó có thể tụt về dưới này đó và nó tạo ra những cái cây nến gọi là cây nến fake out thì các bạn cần phải lưu ý là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cho cái cây này đóng hết và sau đó chúng ta sẽ phá lệnh ở cây nến thứ hai và vì thế hôm qua mình đánh một cái lệnh long ở cây nến thứ hai và đã chốt được ở trên tầm này khoảng hơn 4,5% phần cho cái lệnh này và đánh đòn 7 tầm x10 đến x25 thì các bạn cũng đã được uh, 40 cho đến hơn 80% cho cái lệnh này là một cái mức lợi nhuận rất tốt nếu như các bạn so với uh, cái khung thời gian là H1. nó thì đó là các bạn, đó là cái cách các bạn vào lệnh và cái cách mà các bạn ví dụ như là chúng ta không có cái cây nến xác nhận như thế này mà chúng ta đi xuống dưới thì chúng ta sẽ sẽ nó có một cây nến gọi là cây nến ở dưới này đúng không ạ? Tức là nó xác nhận cái xu hướng nó đi xuống thì các bạn sẽ mở những cái lệnh short ở dưới này, mở những cái lệnh short ở dưới này. Chúng ta phải rất là linh hoạt trong khi trong việc vào lệnh của chúng ta không phải uh, không được bảo thủ trong cái việc vào lệnh đó nếu như có một cây nến ở đây mà đóng dưới mà đóng dưới cái vùng này chúng ta hoàn toàn mở được những lệnh short uh, ở dưới và nếu như chúng ta có những cây nến confirm rằng xu hướng tăng thì chúng ta mở những cái lệnh lo đó là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải phải rất là để ý và nhiều khi cái xu hướng nó xác định bởi một hay hai cây nến đúng không ạ cây nến này là chính là cây nến xác nhận cho cả một cái xu hướng tăng dài như thế này đó đó thì nhiều khi nó chỉ xác định bởi một cây nến mà thôi. Thế nên là các bạn sẽ cần phải nếu như các bạn đã chơi merger thì các bạn bắt buộc phải tham gia vào cái nhóm Taler bởi vì cái nhóm đó thì mình update từng cây nến một tức là từng cái xu hướng ở những thời điểm nhạy cảm thì mình không không đưa ra các bạn tín hiệu. Tuy nhiên ở những cái thời điểm mà nó đã bắt đầu một cái xuồng mới thì mình sẽ cập nhật trên đó cho các bạn thì nó sẽ rất là nhanh chóng đúng không ạ? thì đó là một cái case study về cái cách mà mình vào lệnh trong cái ngày hôm qua của đồng ETH. Uh, ở trên chart H1 thì trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục là update cho các bạn những cái vùng mua vùng bán hợp lý của cái đồng coin này ở trên cái nhóm và đối với trên chart trung hạn và dài hạn thì như mình đã chia sẻ là ETH còn khá là nhiều cơ hội ít nhất là tăng trưởng lên vùng 300 đô và nếu như mà ETH lên được vùng 300 đô thì chúng ta sẽ xem xem là ETH có trụ vững được ở trên cái vùng này không nếu như trụ vững được thì ETH sẽ lên được những cái vùng cao hơn đó thì khi đó thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn. Đó là về cái đồ thị của nhà ETH. À, ok, đó là tất cả những cái thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video để cập nhật tình hình cho mọi người. Và mọi người khi xem video thì hãy nhớ nốt lại những cái vùng giá, những cái kịch bản mà mình đưa ra để mọi người có thể khi mà đồ thị nó đi vào cái bản nào thì các bạn sẽ biết cách mà xoay sở ở trong cái tình huống đó. Tuyệt đối là các bạn không nên uh, chắc chắn ở chắc chắn vào bất cứ một cái kịch bản nào mà các bạn luôn luôn phải có những cái phương án đề phòng và các bạn phải vào lệnh ở khi mà những cái cây đến con phương xuất hiện thì các bạn hãy vào lệnh đúng không ạ? thì đó là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.